Xin chào anh em nhé, rất vui lại được gặp anh em ở trong những cái video giới thiệu về những đồ chơi, dụng cụ chơi hỗ trợ chơi bài bịp, sóc đĩa bịp, bầu cua bịp hay là cách game trên điện thoại. Đấy thì như là tiêu đề anh em có thể thấy là video ngày hôm nay tôi sẽ mang tới cho anh em cái dòng sản phẩm đó là chiếc kính áp tròng. Với cái đợt lô hàng lần này, với những chiếc kính áp tròng nó khác hẳn với những lô hàng lần trước đây. Đó là những chiếc kính áp tròng này thì được nhập từ bên Mỹ anh em nhé, Made in USA này. Đó, anh em có thể thấy. Bây giờ cùng khui hộp ra cho anh em cùng xem này. Đó, khi mở chiếc hộp ra nhá, nó sẽ có một chiếc đèn soi này để dễ dàng cho chúng ta sử dụng khi buổi tối. Đó, đây là bộ kính áp tròng. Khi mà ở trong này, trong nó gồm có một cái gậy đỡ, một chiếc gậy đỡ để cho chúng ta đeo vào mắt nó dễ thuận tiện hơn này. Đây anh em nhé, anh em có thể thấy này. Đó, một gắp này và hai chiếc mắt kính áp tròng. Đó, bây giờ tôi sẽ mở kính áp tròng ra cho anh em cùng xem. Đối với cái mắt kính áp tròng này là sẽ đeo trực tiếp vào mắt nha anh em nhé, chứ không phải là cái kính áp tròng đeo như ở đây. Cái này nó chỉ là cái kính thử thôi. Đó, còn cái mắt kính này đây nó sẽ đeo trực tiếp vào mắt của anh em này. Đó, và với những cái bộ bài áp tròng thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được là ở trên lưng cái bài nó sẽ là cây gì. Đó, rất thuận tiện cho anh em là yêu thích chơi liêng, ba cây. Đó, hay là chơi phỏ thì chúng ta có thể biết trước được là nó là cây gì. Đó. Đối với bộ bài xanh ở đây, bài xanh ca ở đây. Xanh ca này thì là đủ 3 phong teo anh em nhé. Rất nhiều anh em yêu cầu là bài nó phải đủ 3 phong teo để nó giống hệt bài ngoài tiệm. Đây 3 phong teo. Đó, bài thì là y hệt bài ngoài bình thường ngoài quán thôi. Đấy, được in một cái lớp mực vô hình ở trên lưng lá bài. Đấy, chứ không phải làm ở trong lá bài. Đó. Bài thì là bài cứng đẹp, bài loại 1 anh em nhé. Anh em có thể chơi thoải mái, 1-2 tiếng không sợ nát bài. Đó. Bài thì có đa chủng loại bài, mẫu mã rất nhiều. Có thể bài nằm ở giữa đây, bài ở đầu lưng, bốn góc. Đó. Như cái bài mẫu bài rồng đây, bài rồng đây thì được làm ở bốn góc bài đây. Thì một lát nữa thôi, tôi sẽ test cho anh em cùng xem. Đó. Với cái bộ kính áp tròng của mang thương hiệu Mỹ đây. Đó, anh em khi anh em đến mua hàng thì chúng tôi sẽ đeo trực tiếp vào mắt cho anh em. Để anh em có thể test qua cái kính áp tròng này, nhìn qua những cái bộ bài. Đó. Và thời gian bảo hành cho anh em là tới 12 tháng nhá. Đấy. Nếu mà trong quá trình sử dụng nó mà lỗi mà không nhìn được thì anh em có thể mang lại, chúng tôi sẽ đổi mới cho anh em. Đó. Mẫu mã chiếc hộp rất là đẹp này, làm rất là công phu. Đó. Mở ra là có đèn luôn này. Đó. Đóng lại là tắt đèn anh em thấy không? Đó, mở ra là thấy đèn luôn. Đó, chiếc hộp này cũng là mang thương hiệu của Mỹ. Đó, người Mỹ rất là tỉ mỉ. Bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cùng xem nhé. Đầu tiên đây tôi sẽ test qua cho anh em. Đấy, bằng cái kính thử đấy đây. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ test cho anh em là cái bộ bài áp tròng kính đầu lưng. Đó. Đầu tiên đây là tôi đã nhìn thấy cây 8 này anh em này. Em nhìn thấy không? Cây 8 này. Đó là cái 8 nhá. 8 rô này. 8 rô này. Tiếp tục là cái gì đây? Cây này là cây 9 rô anh em nhá. Cây 9 rô này. 9 rô này. Tiếp tục là cây 3 bích anh em nhá. Anh em có thể nhìn rõ đây là cây 3 bích này. Đó. Cái bài đầu lưng này đây thì mình chỉ cần hở một chút thôi là chúng ta có thể nhìn thấy được là cây gì. Đó, 3 bích này. Tiếp tục nhá. À, cây Z-Bix anh em này. Anh em có thể nhìn thấy cây Z-Bix. Z-Bix này. Đó. Giờ tôi sẽ nhìn nháo bài lên này, lấy một cây bất kỳ cho anh em cùng xem. Cây này là cây bể cơ. Cây bể cơ anh em nhé. Bể cơ này. Đó. Cây này là cây 9 cơ nhé. 9 cơ này. Đó. Khi mà xòe một bộ bài ra như này, anh em có thể nhìn thấy này. 9 cơ. Đây là xe bài như này đã biết được là cây gì rồi này. Tiếp theo là cây 8 chuồn này, 8 tép này. Đó, 7 tép này, 3 tép và 9 tép. 8 này, 2 này, 3 này, 9 này. Đó, anh em thấy không? Rất rõ nét nhá. Đây, tiếp tục test cho anh em cùng xem này. Cây này cây 10 nhá, 10 thì nó là dấu thập anh em này. 10 này. Cây này cây 10 rô nhá. 10 rô này. Cây là cây quy rô. Quy rô.
Bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái bộ bài đáp bờ ca xanh. Bài đáp bờ ca xanh. Đây là cây 7 anh em nhé. Cây 7 chuồn, 7 tép. Với cái chất tép được đánh dấu sau lưng là cây 7 như này. Chất tép thì nó sẽ được ở trên dưới, hai gạch trên và hai gạch dưới này thì là chất tép nhé. Đây cái 7 tép này. Đó. Đây tôi sẽ nháo ngay đây cho anh em này. Cây này là cây 6 bích anh em nhé. Cây này là cây 6 bích nhé. 6 bích này. 6 bích thì chất bích là nó không có dấu hiệu nhận biết chất ở sau lưng cây bài đâu. À, nó chỉ có cây 6 không thôi. Đó. Tiếp tục đây là cây cây 9. 9 này là cây 9 rô. 9 rô anh em nhé. 9 rô này. Đó. Tiếp tục là cây 8 rô. Cây 8 rô. Và cây 4 tép, 4 chuồn. Đối với cái bộ kính áp tròng này khi anh em đeo vào thì anh em dễ dàng chơi những cái trò chơi ba lá như là liêng, ba cây hay là chơi phỏ. Đó, mình sẽ biết trước được là ở dưới lọc của nó là cây gì. Đó. Cái kính này thì rất dễ đeo vào thôi, vì nó đã trong một bộ sản phẩm kính áp tròng của Mỹ này đã có sẵn một cái gậy đỡ và một cái kẹp. Đó. Rất nhỏ gọn. Đó. Anh em có thể thấy. Đấy. Và anh em nào mà yêu thích và muốn sắm cho mình cái bộ kính áp tròng của Mỹ mang thương hiệu của Mỹ này, Made in USA, thì anh em có thể liên hệ với cái số ở trên màn hình. Đấy. Chúng tôi có hai cơ sở, đó là cơ sở 1 ở ngoài bến xe Mỹ Đình, cơ sở 2 bến xe Miền Đông. Đấy. Với cái số điện thoại là 0961804222, 0971427000. Đấy. Xem video anh em hãy để lại một like và đăng ký kênh. Đấy. Ngoài cái bộ kính áp tròng ra thì tôi vẫn còn rất nhiều những dụng cụ hỗ trợ chơi bài bịp khác như là chiếc máy đánh bài, quần áo, ví, điện thoại đổi bài. Đấy, hay là những bộ bài giấu công ty. Đấy, anh em nào mà muốn xem hàng trực tiếp, muốn thử hàng trực tiếp thì anh em có thể qua hai cơ sở như tôi vừa nói ở trên, cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình và cơ sở 2 ở bến xe Miền Đông Sài Gòn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.